yaudah aku editing ini yang itu kok nggak tak boleh naik mana. Rẻ mấy con mà đâu tính năng mới thôi chứ còn chụp thì không bằng cái này 15-16 triệu. Đây, ta xin về. Thiếu sáng sensor này nhỏ hơn mà nhỏ hơn nhiều. Mẹ nó bắt hình tốt, cái di chuyển của con cá trong cái hình nó mẹ nó mượt rồi so với đứng luôn. Chắc là anh sẽ